Người đẹp Kosovo bỏ thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022. Edona Alio vắng mặt trong nhiều hoạt động thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Tuy nhiên, ban tổ chức không đưa ra thông báo chính thức. Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình quốc, sẽ diễn ra tại Indonesia với sự góp mặt của khoảng 70 thí sinh. Đại diện Việt Nam ở cuộc thi này là Đoàn Thị Lân. Sự vắng mặt của thí sinh Kosovo trong các hoạt động vừa qua gồm thi trang phục thể thao, trang phục áo tắm, trang phục dân tộc Indonesia khiến cộng đồng phán sắc đẹp bàn tán. Điều khó hiểu là ban tổ chức Miss Grand International không đưa ra thông báo chính thức. Ngày 12 tháng 10, thông qua chế độ story trên trang cá nhân, ông Nawat Issarizizo, chủ tịch cuộc thi, cho biết Hoa hậu Hòa bình Kosovo dừng thi với lý do sức khỏe. Cô được bác sĩ thăm khám và hiện vẫn ở lại Indonesia. Trong khi đó, Edona Alio, 26 tuổi, vẫn không lên tiếng về việc rút khỏi cuộc thi. Bài đăng gần nhất của Edona trên trang cá nhân là hình ảnh tham dự tiệc cùng dàn thí sinh cách đây 3 ngày. Ngày 11 tháng 10, trang mạng xã hội chuyên về Hoa hậu của Venezuela gây chú ý khi đăng bài viết liên quan đến Edona Alio. Theo đó, Edona Alio bị đồn rút lui vì biết trước kết quả. Một lý do nữa được đưa ra là cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc thi, muốn dành thời gian nghỉ ngơi. Những thông tin này lập tức được lan truyền và gây bàn tán. Một bộ phận ý kiến cho rằng ban tổ chức thiếu chuyên nghiệp khi không thông tin cụ thể về tình trạng thí sinh. Thí sinh Miss Grand International 2022 vừa hoàn thành phần thi áo tắm ngày 12 tháng 10, sự kiện được tổ chức tại bể bơi sát bờ biển. Các người đẹp còn hai hoạt động quan trọng, đêm thi trang phục dân tộc và bán kết. Chung kết dự kiến được tổ chức vào ngày 25 tháng 10, cô gái chiến thắng sẽ nhận vương miện từ Hoa hậu Nguyễn Thúc Thủy Tiên.